Sư bảo chúng rằng, chư thiện tri thức, cái chánh giáo xưa nay không có mau chậm, chỉ tánh người có sáng tối mà thôi. Người tối thì tu tập lần lần, người sáng thì thức tỉnh tức khắc. Tự mình biết bổn tâm, tự mình thấy bổn tánh, thế thì không có chỗ gì sai khác. Vì chỗ sáng tối chẳng đồng, sở dĩ mới lập ra cái giả danh mau chậm. Giảng, Lục Tổ Đại Sư lại khai thị: Quý vị thiện tri thức, Phật giáo bổn lai chân chánh không có sự phân biệt giữa đốn pháp và tiệm pháp.